Có nhiều thử thách cho các anh chị trong cuộc sống, nhưng việc giặt giũ quần áo không nằm trong số đó. Hãy biến chúng thành một công việc dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Sản phẩm nước giặt đậm đặc SA8 với công thức BioQuest có hiệu quả làm sạch cũng như khả năng phân hủy sinh học sẽ là giải pháp hữu dụng để có thể xử lý tất cả các vết bẩn cứng đầu kia. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm chứng hiệu quả của sản phẩm này nhé. Để tiến hành kiểm chứng thì chúng ta cần những dụng cụ sau đây. Một bát thủy tinh lớn có 400ml nước sạch, các vết bẩn cứng đầu thông thường mà chúng ta thường gặp, ví dụ như là dưa hấu, màu điều, nước tương, một chiếc khăn mùi xoa trắng và tất nhiên rồi không thể thiếu sản phẩm nước giặt đậm đặc SA8. Bước đầu tiên chúng ta sẽ làm bẩn chiếc khăn trắng này bằng những vết bẩn mà chúng ta thường gặp, màu điều, nước tương và dưa hấu. Để thấy rõ hiệu quả làm sạch thì chúng ta sẽ đợi các vết bẩn này khô lại. Giống như các bước giặt thông thường thì các anh chị sẽ nhúng qua nước, sau đó vắt khô. Bước tiếp theo chúng ta sẽ đổ sản phẩm giặt đậm đặc SA8 lên trên các vết bẩn. Thời gian để sản phẩm này phát huy tác dụng là 3 phút. Hết 3 phút thì chúng ta sẽ tiến hành vò chiếc khăn này trong nước sạch. Chúng ta chỉ cần vò một cách nhẹ nhàng thôi. Wow, các anh chị thấy không? Vải đã trắng tinh và không còn một chút vết bẩn nào cả. Rất nhanh và hiệu quả phải không nào? Các anh chị lưu ý rằng với những vết bẩn có nguồn gốc từ đường, đạm hay là dầu thì chúng ta sẽ vò qua những cái vết bẩn này với nước trước, rồi sau đó thì mới sử dụng sản phẩm đậm đặc SA8. Và một điều đặc biệt là mặc dù Dũng đã tiếp xúc với sản phẩm này khá lâu trong thời gian dài, nhưng mà da tay của Dũng vẫn rất là mềm mại, không hề bị khô ráp. Sản phẩm này đã được kiểm nghiệm da liễu và an toàn và rất thân thiện đối với da tay của người sử dụng. Sản phẩm nước giặt đậm đặc SA8 với công thức BioQuest đậm đặc có khả năng phân hủy sinh học, có thể đạt hiệu quả giặt tẩy cao ở mọi loại máy giặt cũng như mọi nhiệt độ nước khác nhau. Sức mạnh giặt tẩy cao nhưng vẫn luôn giữ màu vải sáng đẹp và không phai màu.